Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Đức Chung bị phế, khi nào thì đến lượt Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Câu chuyện về Nguyễn Đức Chung xem như cái kết được biết trước và nó như quả tên lửa phóng nhờ bệ phóng và cũng nổ tan xác bởi khối thuốc nổ nó tự chứa trong đầu đạn, làm cho Chủ tịch Hà Nội phía trên có ông gốc tàu đệ tử của bà X Nguyễn Tân Dũng ngồi ghế bí thư che chắn, phía dưới còn có trợ lý của Trần Đại Quang nắm sở công an bảo vệ. Xem ra thì chúng con quá yên tâm, việc gì mà không dám làm. Ba sai lầm lớn nhất của Nguyễn Đức Chung mắc phải trong sự nghiệp chính trị của mình là: thứ nhất, để vợ con núp bóng kinh doanh, rửa tiền và rút ruột ngân sách nhà nước. Dưới thời của Nguyễn Tân Chung, các đàn em cũng tha hồ hô mưa gọi gió, vì vậy mới có chuyện chưa từng xảy ra trên khắp 61 tỉnh thành. Tháng 3 năm 2020, Thanh tra thành phố Hà Nội công khai kết luận sai phạm và đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Từ thời ông này làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư giai đoạn 2009-2010. Người bị thanh tra bêu tên là ông Nguyễn Văn Sửu, sinh năm 1961, quê ở Hà Đông, thường vụ thành ủy, đương kim phó chủ tịch Hà Nội. Oái ầm ở chỗ là ông Sửu làm phó chủ tịch thường trực từ năm 2011, khi ấy chúng con mới leo lên chức phó giám đốc công an thành phố Hà Nội. Có lẽ đây là đòn dằn mặt ông Sửu từ Chung, rằng ông liệu hồn, không thuận theo, có ngày tôi sẽ thịt ông. Và hôm nay thì Nguyễn Đức Chung bị phế bỏ, người được thành ủy chỉ định thay thế chung con điều hành Ủy ban Nhân dân lại là Nguyễn Văn Sửu. Sai lầm thứ hai là Nguyễn Đức Chung và Đoàn Duy Khương cho khởi tố Lê Thanh Thản và nhân viên Mường Thanh. Giới thảo tin thì đưa ra ví von chung con đã mò rái ngựa khi mà thơ cụ tổng vẫn còn tươi rói màu mực chưa kịp khô. Sai lầm thứ ba mà Nguyễn Đức Chung là chết bởi sự chủ quan, xem thường địch thủ. Suốt 5 năm qua, Nguyễn Xuân Ngọc ông thầm bám sát từng cú đánh quả của Nguyễn Đức Chung. Ngọc Trắng lên chức thứ trưởng kiêm phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì C03 của Ngọc đã có đủ hồ sơ để chứng cứ. Và Tô Lâm duyệt và cụ tổng cũng gật đầu cho chém Nguyễn Đức Chung. Gần 5 năm trước, vào tháng 11 năm 2015, bà Dũng, Lê Hồng Anh vui mừng sau khi đưa được Nguyễn Đức Chung lên ngồi ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Kết thúc Đại hội 12, Trần Đại Quang bổ nhiệm Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, trợ lý của ông ta về giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2016, Hoàng Trung Hải công bố quyết định của thành ủy chỉ định Đoàn Duy Khương tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức bí thư đảng ủy công an thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Thật nhanh và hoàn hảo, nhưng hơn 4 năm sau, có một thế lực khác lại cũng nhanh không kém. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, khởi tố thư ký lái xe của Nguyễn Đức Chung cùng tay trong ở C03. Và ngày 31 tháng 7 năm 2020, bổ nhiệm Nguyễn Hải Trung, sinh năm 1968, quê ở Vĩnh Phúc, về nắm chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thay cho Đoàn Duy Khương. Toàn bộ tay chân của Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, đã bị vô hiệu hóa và những tay súng đã áp sát sẵn sàng nhả đạn nếu như Nguyễn Đức Chung manh động. Sáng 11 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị nhóm họp và công bố chính thức tước bỏ mọi quyền hành của Nguyễn Đức Chung. Họp Bộ Chính trị không ai mở miệng bênh Chung Con lấy một câu. Và thực tế thì lúc này không ai dám, cũng không ai đủ mạnh để cứu Chung. Lá bùa ủy viên Trung ương và là đại biểu Quốc hội đã bị vô hiệu hóa và việc khởi tố tống giam Chung Con sẽ diễn ra trong nay mai. Chuyện Chung Con thì dài lắm, tạm gác lại ở đây và bây giờ thì quay sang với Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Huỳnh Đức Thơ sinh năm 1962, đã hết tuổi cơ cấu cấp ủy theo quy định. Dĩ nhiên thì phải nghỉ, nhưng Huỳnh Đức Thơ có hạ cánh an toàn được hay không? Huỳnh Đức Thơ có cha là liệt sĩ, sinh năm 1965, Thơ lấy vợ là cô Nguyễn Vân Anh, con gái sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Tên là Nguyễn Đắc Kỳ, ông Kỳ là quân cảnh cấp bậc đại úy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn quân cảnh đóng tại Quảng Ngãi, hay ở chỗ là nhạc phụ của Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Đà Nẵng,
cũng là người của phía Việt Nam Cộng Hòa, bị Nguyễn Bá Thành gạt ra vì lý lịch, song chính Bá Thành lại quy hoạch Huỳnh Đức Thơ vào ghế chủ tịch Đà Nẵng. Ngày Nguyễn Xuân Anh từ bỏ phó chủ tịch lên phó bí thư, Huỳnh Đức Thơ được đưa từ sở kế hoạch đầu tư về trám ngay vào ghế phó chủ tịch. Khi mà Xuân Anh nhảy lên ghế bí thư thành ủy thì ông Thơ được ngồi ghế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng hai ông phò hai đại ca khác nhau, Xuân Anh thì theo phò Vũ Nhôm, phe của Trần Đại Quang, còn Nguyễn Bá Thành chết thì ông Thơ đầu quân cho Nguyễn Xuân Phúc. Vậy là khắc sinh ra đánh nhau và một mất một còn. Kết cục là một người đã rõ, Huỳnh Đức Thơ thuộc về bên thắng cuộc của phe CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Ở Đà Nẵng thì có tuyến đường Đặng Vũ Hỷ cận biển. Tất cả các tuyến đường ngang dọc đều được thành phố trải thảm nhựa và mắc điện chiếu sáng. Riêng ở đường Đặng Vũ Hỷ bị Nguyễn Bá Thành chỉ đạo không thi công. Mưa xuống thì ngập, nắng lên thì cát bụi mù mịt. Đại lộ Võ Văn Kiệt cắt vuông góc với Đặng Vũ Hỷ, này Bùng Binh Ngã Tư bị rời đi chỗ khác và chỗ cũ phần lô bán nền. Giao lộ đường Võ Văn Kiệt Đặng Vũ Hỷ trở thành hình chữ C lạ lùng. Và thì ra trên đường Đặng Vũ Hỷ có biệt thự của Nguyễn Quốc Dũng, anh ruột của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát Đà Nẵng là người ký hai công văn số 73 trên KS DT KT ngày 31 tháng 10 năm 2020 và công văn số 77 trên KS DT trên KT ngày 1 tháng 11 năm 2000 và xin ý kiến của Trung ương về phê chuẩn lệnh bắt Nguyễn Bá Thành với tội danh là nhận hối lộ. Xin lỗi các bạn là hồi nãy cũng có một sự sai lầm ở trong này, tôi có đọc là ký công văn số 73 KSDTK ngày 31 tháng 10 năm 2000 chứ không phải 2020. Xin lỗi quý vị và các bạn. Huỳnh Đức Thơ làm chủ tịch, đường Đặng Vũ Hỷ được thi công đẹp và lắp đèn điện sáng ngời. Thơ có vợ là Nguyễn Vân Anh, dư luận cho rằng hồi làm chủ tịch quận Ngũ Hành Sơn, Thơ lập phòng nhì là Lê Thị Mỹ Hạnh, có chung với nhau một con trai lấy họ mẹ là Lê Đức Duy. Cô Hạnh khi đó có con với Thơ và đã tận dụng ưu thế trở thành một bà trùm bất động sản đầy quyền lực ở thành phố Đà Nẵng. Rất nhanh, từ một người thất nghiệp phụ hồ kiếm sống qua ngày, Hạnh đã tạo dựng được khối tài sản khổng lồ mà một doanh nhân tài giỏi làm ăn lương thiện có nằm mơ cả đời cũng không thấy. Và năm 2017, Nguyễn Xuân Anh bị lột áo, mão, cần đai và Trương Quang Nghĩa, lúc đó là Bộ trưởng Giao thông Vận tải về Đà Nẵng nhậm chức Bí thư Thành ủy. Năm Nghĩa bị cán bộ thành phố Đà Nẵng gọi là năm đất, xem như cục đất. Và chẳng biết gì, chẳng làm được gì ngoài khoản gái gú. Toàn bộ nhân sự cấp ủy và chính quyền Đà Nẵng đều do Võ Công Trí và Huỳnh Đức Thơ thao túng. Năm Nghĩa bị đồ đệ của Huỳnh Đức Thơ là Phùng Văn Cưng đánh sấp mặt, hủy hoại tham vọng bổ sung vào Bộ Chính trị. Phùng Văn Cưng được xem là kẻ thất phu, đại du côn ở thành phố biển này và cả hệ thống chính trị Đà Nẵng đều chịu thua ông ta. Hôm 25 tháng 7 năm 2020, tại đại hội Đảng Bộ Quận, Phùng Văn Cưng tiếp tục được ngồi ghế Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhà nước Cộng sản thì mọi đơn thư tố cáo đều được cấp trên chuyển ngược về chỗ và bị tố cáo để xử lý. Vì vậy mà người tố cáo luôn nhận được cái kết là thân tàn mà dại, do đó không ai dám gửi đơn tố cáo Huỳnh Đức Thơ và các đồ đệ cũng như Phùng Văn Cưng. Hoàng hôn nhiệm kỳ, Huỳnh Đức Thơ đã vội vã xếp ghế cho phe mình và duyệt giải ngân gần chục ngàn tỷ Việt Nam đồng để đầu tư công. Dư luận giật mình với bài viết Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và chuyến tàu hoàng hôn của Phạm Vũ Hiệp đăng trên Tiếng Dân ngày 16 tháng 7 năm 2020. Chỉ cần ông Thơ lấy sâu 10% như Nguyễn Bá Thành đã từng làm thì ông ta sẽ kiếm được cả ngàn tỷ Việt Nam đồng dưỡng ra. Và ông Thơ được cho là người ký quyết định số 1066 và 6681 giúp Vũ Nhôm chuyển đất sản xuất kinh doanh sang đất ở tại dự án Phú Gia Compound 2 và
có 2 hecta mặt tiền trung tâm phố Ông Ích Khiêm và dự án 3,77 hecta ven biển Vũ Hành Sơn gây thất thoát hàng ngàn tỷ cho nhà nước. Một bất động sản nữa mà ông Thơ ký bán cho Vũ Nhôm là công sản địa chỉ số 16 Trần Phú, diện tích 2.000m2 với quyết định số 238 trên QĐ UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 phê duyệt bán cấp sổ đỏ số CC999217 cho Vũ Nhôm ngày 28 tháng 4 năm 2016 gây thiệt hại ngân sách nhà nước 142 tỷ Việt Nam đồng. Mới đây thì hôm 14 tháng 8 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra dự án khu đô thị quốc tế Đà Phước của Vũ Nhôm. Rất nhiều sai phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng được nêu ra và Thanh tra Chính phủ cũng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Bộ Công an xử lý. Hàng loạt các quan chức lãnh đạo ở Thành Hồ và Hà Nội đã vào lò. Với thế lực che chở của Nguyễn Xuân Phúc, không biết là cái lò của ông Trọng có đốt được củi tươi Huỳnh Đức Thơ hay không. Và nếu được thì khi nào ông ta sẽ bị khởi tố và bắt giam. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 8 năm 2020 mà đại dịch virus Vũ Hán đã trở lại với mức độ khủng khiếp hơn và số người thiệt mạng cũng cao hơn rất nhiều so với những con số mà người ta dự đoán. Và người dân thành phố phương Nam lớn nhất nước, đông dân nhất nước đang bàng hoàng lo lắng thì các báo chính thống có cùng một tổng biên tập tối cao là Ban Tuyên giáo Trung ương cùng một ngày đồng loạt đưa một tin còn bàng hoàng và hoang mang hơn cả tin đại dịch virus Vũ Hán. Ông Tất Thành Cang, Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công trình Lịch sử Thành Hồ, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất kết luận hình thức phê bình. Thông tin trên đã gây kinh ngạc sững sờ cho người dân, gây bức xúc bất bình rộng rãi trong dư luận xã hội. Sự bao che cho tội ác của Tất Thành Cang với người dân Thủ Thiêm, sự o bế không trừng trị thỏa đáng tội hình sự với Tất Thành Cang gây thất thoát hàng ngàn tỷ tiền của dân và nhà nước là lại thêm một lần phỉ báng cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thêm một lần nữa giễu cợt cái gọi là chống tham nhũng không có vùng cấm của ông Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng. Với sự lộng hành của cặp quyền lực Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang đã gây ra cái chết cho bao nhiêu người dân Thủ Thiêm, đã san bằng nhà cửa mồ mả, phá tan cuộc sống bình yên, gây đau khổ, điêu linh cho hơn 14.600 gia đình dân lành và biến khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện đại nhất Đông Nam Á thành địa ngục đầy đọa. Hơn 60.000 người dân đã đổ mồ hôi máu để khai phá vùng đất này, gây thất thoát hàng ngàn tỷ tiền ngân sách và làm chậm tiến độ xây dựng khu đô thị hiện đại Thủ Thiêm hơn 20 năm trời. Đó là tội phạm hình sự, tội giết người, cướp của, tội làm chết người trong khi thi hành công vụ, tội xâm phạm chỗ ở của người khác và tội lạm quyền, tội tham ô, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Tất Thành Cang đã gây ra một loạt tội hình sự kinh hoàng, chứ không phải chỉ là khuyết điểm vi phạm hành chính để chỉ bị phê bình. Quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được những người làm quy hoạch kỳ vọng là hiện đại nhất Đông Nam Á và có quyết định phê duyệt số 367 trên TTG của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 4 tháng 6 năm 1996. Từ đất lau lách sinh lầy, mũi mòng rắn rết của lưu dân khai khẩn trở thành khu đô thị lung linh ánh sáng thì giá trị đất sẽ tăng hàng ngàn, hàng chục ngàn lần. Quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng 930 hectare, trong đó có 160 hectare đất dành cho dân mở đất Thủ Thiêm tái định cư, 770 hectare dành cho các nhà đầu tư cất lên những lâu đài ánh sáng. Đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý và người mang danh hiệu đại diện nhà nước quản lý đất đai được toàn quyền định giá đất đền bù cho dân và thỏa thuận giá đất bán cho nhà đầu tư. Chỉ riêng khoản chênh lệch giữa giá đất bèo đền bù cho lưu dân mở đất Thủ Thiêm và giá đất tính với nhà đầu tư của 770 hectare khẳm tiền trong túi người đại diện nhà nước quản lý đất. Nếu chuyển
dân tái định cư ra ngoài vùng sáng lung linh khu đô thị để 160 hectare đất tái định cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng trở thành giá định, cũng đất định giá ăn chia với nhau. Với nhà đầu tư thì tiền vào túi người nhà quản lý nhà nước còn bộn hơn gấp nhiều lần nữa. Vì vậy Tất Thần Càng có rất nhiều tiền và những thế lực chống lưng cho ông ta cũng còn đang rất mạnh. Vì vậy cho nên mới được một cái án nhẹ nhàng, đó là như thời gian vừa qua đã quyết định cho Tất Thành Cang là chỉ bị phê bình chứ không hề có một cái gì kỷ luật liên quan cả. Và băng nhóm quyền lực được quyền quản lý mảnh đất Thủ Thiêm đã để khoảng lặng 9 năm tiến hành triển khai khu đô thị mới Thủ Thiêm bị ngừng động, chết dí không nhúc nhích, và 9 năm cho mọi người quên đi rồi giấu nhẹm cái quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ khi đó là Võ Văn Kiệt và Thủ tướng quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm cho nó biến vào tăm tích. 9 năm thì nhân sự từ chính quyền thành phố đến chính phủ cũng thay đổi, và 9 năm cũng là thời gian để những kẻ ăn đất Thủ Thiêm cần có thể tập hợp băng nhóm để tạo vây cánh để bao che cho những sai phạm đã từng xảy ra trong thời gian họ cầm quyền. Ngày 27 tháng 12 năm 2005, băng nhóm quyền lực quản lý đất Thủ Thiêm mới tung ra bản quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm mang số 6565 do họ vẽ ra hoàn toàn theo ý của họ, và khu tái định cư không còn nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm nữa mà bị xé ra làm 6 mảnh ném ra xa đến những vùng sình lầy, dừa nước sát với đất hoàn hóa ở Đồng Nai. 160 hectare đất tái định cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm thành đất xây dựng công trình kinh doanh của nhà đầu tư. Ra được bản quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm mang số 6565 thì do họ vẽ ra, và tháng 4 năm 2006, Lê Thanh Hải vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, và 2 tháng sau thì trở thành Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Và tháng 9 năm 2009 thì Lê Thanh Hải đưa Tất Thành Cang về trị nhậm, về nắm quyền tuyệt đối, vừa là bí thư vừa là chủ tịch quận 2 và nơi có mảnh đất vàng Thủ Thiêm. Bố trí xong lực lượng cướp đất, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát lệnh phải dùng bàn tay sắt thâu tóm đất Thủ Thiêm. Lệnh được đăng công khai trên các báo Sài Gòn, và cuộc cướp đất Thủ Thiêm diễn ra như một cuộc hành quân càn quét bình định săn bằng phẳng đất của kẻ thù thời chiến tranh. Đất ngoài khu quy hoạch và không có lệnh thu hồi, lũ sa nhai dưới quyền của Tất Thành Cang cũng tràn đến và tới tấp, vụt dùi cui xuống đầu dân giữ đất và cho xe ủi phá sập nhà. Ngày 14 tháng 12 năm 2010, bà Trần Thị Chuốt, 73 tuổi, bị đánh ngất xỉu rồi bị lũ sai nhà nắm chân bà già quẳng lên thùng xe ô tô tải. Bà Chuốt bị giáng xuống sàn xe, bị gãy xương sườn, dập gan, chết trong bệnh viện. Người dân Thủ Thiêm bị lũ sai nhà cướp đất đánh cho đau đớn, tức tưởi. Như vậy thì pháp luật trong lãnh địa của Lê Thanh Hải vẫn câm lặng, và lũ tay sai sai nhà thì đánh chết dân vô can, vô tội vạ. Và ngày 31 tháng 7 năm 2012 thì lũ sai nhà của băng nhóm cướp đất ầm ầm tràn đến căn nhà của gia đình chị Trương Việt Hiếu, Nguyễn Kim Phượng trên đường Lương Định Của, quận 2, ngoài danh quy hoạch, và nhà bị ủi sập, tài sản trong nhà và xác nhà cũng bị sai nhà chất lên xe ô tô chở đi mất tích. Và quyết định giữ mảnh đất hợp pháp của gia đình, chị Phượng lượm cây que, tấm bìa và ni lông để dựng lên một chiếc chòi trên nền nhà cũ để bám trụ. Hai đứa con nhỏ đến ở nhờ của nhà bà ngoại. Và anh Hiếu đến nay ngay phòng làm việc của cơ quan đau buồn đến mang bệnh không tiền chạy chữa. Cho đến lúc chết thì anh Hiếu cũng không có nhà để được chết trong một căn nhà của mình. Và chị Phượng phải nhờ nhà bà con làm đám tang cho anh Hiếu. Bị cướp đất và phá tan mái ấm gia đình một cách trắng trợn và vi pháp của băng cướp mang danh nhà nước, mang danh đảng. Và anh Hiếu uất ức mang bệnh cho đến chết. Còn anh Trần Văn Phúc cũng ở đường Lương Định Của, quận 2, thành phố Sài Gòn thì phẫn uất đến quẫn trí treo cổ, chết ngay trên mảnh đất của nhà mình. Gây tội ác với người dân Thủ Thiêm, gây thất thoát lớn tiền của, nhưng dưới trướng của Lê Thanh Hải thì tội phạm hình sự Tất Thành Cang vẫn thăng tiến thần tốc.
Từ ghế bí thư kiêm chủ tịch quận 2 càng tót lên ghế giám đốc sở lắm nhiều tiền ở sở giao thông vận tải. Làm giao thông càng lại lập lại lên được một kỷ lục mới về giá đất đỏ của công trình giao thông. Càng hào phóng chỉ nhà đầu tư Đại Quang Minh 12.000 tỷ Việt Nam đồng làm 12 km đường Thủ Thiêm, nâng giá 1 km đường Thủ Thiêm tới 1.000 tỷ Việt Nam đồng, đắt nhất hành tinh. Trong khi thì đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương rộng hơn gấp 2 lần đường Thủ Thiêm lại phải đổ chi phí lớn gia cố nhiều vùng đất yếu hơn ở Thủ Thiêm. Đất ngập nước, đất sình lầy, đất kênh rạch 1 km đường cũng chỉ có 220 tỷ Việt Nam đồng. Như vậy thì 1 mét đường ở Thủ Thiêm thì đã gấp 5 lần so với đường Bắc Nam mà ở khu vực tuyến Sài Gòn Trung Lương. Đoạn đường này rộng gấp đôi nhưng giá thành thì chỉ có 1 phần 5 giá thành của 1 km đường ở quận Thủ Thiêm. Hào phóng ném tiền công ra để mua giá cực đắt sản phẩm của nhà đầu tư thì nhà đầu tư cũng phải biết hào phóng đáp lại. 92 km đường Thủ Thiêm càng đã làm thất thoát hàng ngàn tỷ tiền của dân, của nước. Từ giám đốc một sở của thành phố, tội phạm thất hành càng nhảy cóc vào Ban Chấp hành Trung ương, tót lên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Nhân lúc Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng bị triệu tập ra Hà Nội thì Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chưa về. Đứng đầu Thành ủy lúc tranh tối tranh sáng thì Tất Thành Cang liền ký duyệt cho công ty Tân Thuận là công ty làm kinh tế của Thành ủy bán 32,4 hectare đất cho công ty tư nhân Quốc Cường Gia Lai chỉ với giá 419 tỷ Việt Nam đồng. Trong khi mảnh đất vàng 32,4 hectare ở vị trí liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng theo thời giá thị trường thì phải 250 tỷ Việt Nam đồng. Chữ ký của Cang làm cho nhà nước mất trắng hơn 2.000 tỷ tiền, cũng làm cho công ty Quốc Cường lời hơn 2.000 tỷ đồng và luật ngầm ăn chia, Quốc Cường không thể nào ôm hơn 2.000 tỷ tiền chênh lệch này để cất vào két sách của công ty mà phải chia 50-50 cho Tất Thành Cang. Cho mấy người định giá bèo bán đất và Phó Bí thư Thường trực ký duyệt là và Phó Giám đốc Tân Thuận ký hợp đồng bên bán và bên mua cho Quốc Cường Gia Lai. Nhà nước có pháp luật nghiêm minh, chống tham nhũng không có vùng cấm thì chỉ riêng chữ ký duyệt bán đất của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỷ Việt Nam đồng cũng đủ căn cứ truy tố Tất Thành Cang tội hình sự. Tội của Tất Thành Cang lớn đến mức là rung động đến tận Ba Đình. Ngày 6 tháng 12 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã nhất trí kỷ luật Tất Thành Cang bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng do Trung ương chuẩn y và quản lý, cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Bị cách chức Ban Chấp hành Trung ương là tội lớn và nghiêm trọng, nhưng Thường vụ Thành ủy, Thành Hồ vẫn để cho tội phạm Tất Thành Cang nghênh ngang ở cơ quan quyền lực thành ủy và vẫn nghênh ngang là thành ủy viên, vẫn nghênh ngang là đại biểu nhân dân thành phố trong hội đồng nhân dân. Chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy của Tất Thành Cang Trung ương đã lột mất thì Thường vụ Thành ủy liền đền bù cho Cang chức Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công trình lịch sử Hồ Chí Minh. Thường vụ Thành ủy thừa thời gian tìm chức vụ đền cho Cang nhưng lờ đi, không xem xét kỷ luật với Cang, và 1 năm 7 tháng qua đi thì Thường vụ Thành ủy mới phán hết thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng đối với Tất Thành Cang. Khen thưởng người có công thì từ trước đến nay và phải đó là một điều họ từng thường làm là khen thưởng với người có công và trừng phạt kẻ có tội, không khi nào bị giới hạn thời gian. Và đến nay thì hơn nửa thế kỷ đã trôi qua thì nhà nước vẫn xem xét tuyên dương khen thưởng những người có công trong hai cuộc chiến tranh 1945 đến năm 1975. Những tên tội phạm trốn truy nã 20 năm, 30 năm vẫn bị bắt giữ, xét xử bất cứ lúc nào khi bị phát hiện. Những bộ trưởng, bí thư thành ủy về hưu đã dăm 7 năm vẫn bị cách chức và truy tố vì phạm tội khi đương nhiệm. Vì sao Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lại ưu ái cho tội phạm Tất Thành Cang nghênh ngang ở cơ quan quyền lực thành ủy, đợi gần 2 năm qua đi rồi tuyên bố hết
thời hiệu xử lý kỷ luật. Tội ác nào của những kẻ chủ mưu và kẻ hành động cũng có cặp bài trùng đại ca và đệ tử. Cặp bài trùng tội ác của Thủ Thiêm là Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang. Lôi Tất Thành Cang ra tòa thì kiểu gì cũng phải lôi Lê Thanh Hải ra, và không trừng trị tội ác của Tất Thành Cang bằng phiên tòa hình sự nghiêm minh để khỏi đụng đến Lê Thanh Hải. Điều đó chứng tỏ rằng tội ác ở Thủ Thiêm còn được một thế lực lớn hơn ở Trung ương bảo kê. Và Tất Thành Cang gây tội ác với người dân khốn khổ Thủ Thiêm, phạm trọng tội với pháp luật nhưng chỉ bị phê bình trong nội bộ của đảng. Xử lý hình sự với tội phạm Tất Thành Cang là sự ngưng nhiên, là một sự tất nhiên và một sự ngang nhiên đã chà đạp lên pháp luật và ngạo mạn khinh bỉ người dân Việt Nam, là sự báng bổ đối với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và là lời khẳng định rằng cuộc biểu diễn ảo thuật chống tham nhũng chỉ là trò chơi quyền lực của phe nhóm có quyền lực trong đảng mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, Tất Thành Cang ở Sài Gòn và Nguyễn Đức Chung ở Hà Nội cùng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, cùng là thường vụ, cũng là Phó Bí thư Thành ủy hai thành phố lớn nhất của cả nước, thực sự là hai thủ đô. Nguyễn Đức Chung là Phó Bí thư Thành ủy thủ đô Hà Nội, Tất Thành Cang cũng là Phó Bí thư Thành ủy thủ đô kinh tế Sài Gòn, và Tất Thành Cang còn là bị cáo của cơ quan kỷ luật đảng và đã bị cơ quan quyền lực Trung ương đảng đuổi ra khỏi Ban chấp hành Trung ương, bị lột chức Phó Bí thư Thành ủy, đuổi ra khỏi thường vụ Thành ủy. Nhưng trên sân khấu quyền lực ở Thành Hồ thì Tất Thành Cang vẫn đường đường là quan chức trong đảng, trong Thành ủy, vẫn là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, chưa bị đình chỉ công tác dù chỉ một ngày. Còn quyền lực hơn Cang, Nguyễn Đức Chung còn là thị trưởng thủ đô chính trị Hà Nội, và công danh hơn Cang, Nguyễn Đức Chung còn là anh hùng lực lượng vũ trang. Nguyễn Đức Chung lại chưa có tội, không hề có tội trạng lồ lộ giống như Tất Thành Cang, chưa bị cơ quan kỷ luật của đảng xử lý về tội gì hết và cũng chưa bị lột chức như Cang. Nguyễn Đức Chung chỉ liên quan đến 3 vụ án kinh tế đang điều tra, mà mức độ thiệt hại do 3 vụ án đó gây ra cũng nhỏ hơn vụ Thủ Thiêm, nhỏ hơn vụ Tân Thuận và của Cang rất nhiều. Vậy mà đương chức thị trưởng thủ đô Chung bỗng dưng bị đình chỉ công tác và có thể bị vào lò bất cứ lúc nào. Cang chỉ bị tổ chức đảng nơi Cang sinh hoạt phê bình nhẹ nhàng và pháp luật đã lùi lại phía sau Cang, và còn Chung thì phải đối mặt với pháp luật. Nhắc đến Nguyễn Đức Chung để càng thấy rõ được tội phạm tham nhũng Tất Thành Cang chẳng hề có chống tham nhũng và thực sự chẳng hề có nhà nước pháp quyền, chỉ có trò ảo thuật chống tham nhũng là trò chơi của quyền lực đảng để giễu cợt pháp luật, báng bổ công lý và khinh bỉ người dân mà thôi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.